rối loạn giả bệnh trong tờ báo Lancet năm 1951, Richard Adler đã đưa ra thuật ngữ hội chứng Munchausen để đặt ra một hội chứng mà khi đó bệnh nhân thiên thắc vào bệnh sử cá nhân của họ, bị đặt các triệu chứng một cách dai dẳng để được nhập viện, để được đưa từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. Hội chứng được đặt tên một sĩ quan kỵ binh người Đức Munchausen 1720-1791, người bị rối loạn giả bệnh, giả mạo bệnh lý y như thật. Họ giả vờ tạo ra bệnh hoặc làm như bệnh trầm trọng hơn, làm mất máu, chịu đau đớn, ngay cả làm nguy hại đến tính mạng của họ hoặc hạ thấp sự chăm sóc của bản thân. Không giống như giả bệnh có mục đích về vật chất, như đạt được một yêu cầu, một cái điều kiện nào đó, hoặc là né tránh trách nhiệm về hình sự, về dân sự. Bệnh nhân rối loạn giả bệnh phải trải qua những đau khổ lúc đầu để được chăm sóc về mặt cảm xúc. Khi làm như vậy thì họ phải có kỹ xảo, phải có kỹ thuật được chú ý, phải tạo ra màn kịch là tạo ra sự mất tinh thần và áp lực. Các bác sĩ lâm sàng cần phải đánh giá khi nào triệu chứng là có chủ tâm bằng cách chứng kiến trực tiếp và cần loại trừ những nguyên nhân khác. Về dịch tễ học, chưa có một dữ liệu dịch tễ học nào nói về rối loạn giả bệnh. Có những nghiên cứu cho thấy bệnh nhân này chiếm khoảng 0,8 đến 1% những người bị rối loạn tâm thần được khám. Bệnh nhân được chẩn đoán là rối loạn giả bệnh ở nữ thì gấp 3 lần nam. Họ thường trong ở độ tuổi 20 đến 40 với quá khứ được đào tạo ngành nghề như là y tá, chăm sóc về sức khỏe. Một số bệnh nhân có hội chứng Munchausen thường là nam giới, người da trắng, độ tuổi trung niên, không nghề nghiệp, chưa lập gia đình và không có sự gắn kết đáng kể về mặt gia đình, xã hội. Nhiều người được chẩn đoán là rối loạn giả bệnh có một bệnh lý tâm thần kèm theo như là rối loạn lưỡng cực, rối loạn về nhân cách, v.v. Về yếu tố tâm lý xã hội, người bệnh khăng khăng rằng triệu chứng của họ về cơ thể thực thể và điều trị theo hướng tâm lý là vô dụng. Nhiều trường hợp bệnh cho thấy bệnh nhân bị lạm dụng thời kỳ thiếu niên hoặc nghèo khó, làm cho họ phải nhập viện thường xuyên trong giai đoạn đầu. Việc cố tình ở lại bệnh viện được xem như là né tránh tình huống sang chấn tại gia đình, và bệnh nhân muốn tìm được một vài người canh gác cổng là bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện để có được sự yêu thương, chăm sóc. Ngược lại, thân nhân của bệnh nhân sẽ là người mẹ bị từ chối, một người cha vắng mặt. Bệnh sử thường gặp cho thấy bệnh nhân xem bố hoặc mẹ hoặc là cả hai là người không được chấp nhận, không thể có được mối quan hệ thân thiết với bệnh nhân. Bệnh nhân tìm những phương cách có tính chất gây đau đớn như phẫu thuật, xét nghiệm, chẩn đoán có xâm lấn, mà thời đó tình trạng đau đóng vai trò như một cách trừng phạt tội lỗi trong quá khứ. Nhiều bệnh nhân cố tình tạo ra bản thân rối rắm một đặc trưng của rối loạn về nhân cách. Nếu bệnh nhân này là chuyên gia về sức khỏe, họ có thể hợp tác với người khác hoặc khích lệ những người khác về việc giả đò rối loạn giả bệnh. Hầu hết bệnh nhân thường hoạt động đơn độc, nhưng bạn bè và người thân cũng tham dự vào việc tạo ra bệnh lý trong một giai đoạn nào đó. Nguyên nhân của rối loạn giả bệnh thì như thế nào? Một số nhà nghiên cứu thì cho rằng hoạt động bất thường của não bộ có thể là một yếu tố trong nguyên nhân gây rối loạn giả bệnh. Giả thiết về sự suy giảm về thông tin sẽ gây ra hiện tượng nói dối, tính dị thường và hành vi lầm lạc của bệnh nhân có hội chứng Munchausen. Di truyền thì vẫn chưa được xác định, cũng như nghiên cứu về điện não độ ở EEG cũng không ghi nhận những rối loạn bất thường ở bệnh nhân bị rối loạn giả bệnh. Chẩn đoán và biểu hiện lâm sàng như thế nào? Khám bệnh nhân rối loạn giả bệnh thì nên khai thác những thông tin từ những người bạn thân của bệnh nhân hoặc từ người nhà của bệnh nhân về những lần nhập viện trước và những chăm sóc y khoa trước đó. Những triệu chứng tâm lý nổi bật của rối loạn giả bệnh, triệu chứng thường là trầm cảm, ảo giác, triệu chứng phân ly và chuyển dạng, hành vi kỳ dị, v.v.
Tình trạng của bệnh nhân nếu không được cải thiện sau một thời gian điều trị thuốc hướng thần với liều trung bình, bệnh nhân có thể phải uống liều cao hơn và có thể phải dùng đến phương pháp choáng điện. Hiện nay, triệu chứng giả loạn thần thường gặp hơn so với trước đây. Những biểu hiện giả loạn thần như là rối loạn về khí sắc sẽ chỉ ra một tiên lượng xấu. Bệnh nhân có thể xuất hiện với biểu hiện trầm uất và giải thích chuyện trầm uất của họ là một chuyện xấu về mất mát, cái chết của bạn bè, của người thân. Những chi tiết của câu chuyện có thể gợi ý một cái tình trạng tàn chế, giả vờ, có thể một cái chết khốc liệt hay đẫm máu, chết do một tình huống kịch tính và người mất là người còn trẻ hay là trẻ. Những bệnh nhân khác thường mô tả mất trí nhớ, ảo thanh, ảo thị. Những triệu chứng khác trong rối loạn giả bệnh bao gồm bịa chuyện kỳ quặc hay là mạo danh. Về bịa chuyện kỳ quặc, thực tế là sự trộn lẫn giữa những cái tưởng tượng lan man và nhiều màu sắc. Sự thú vị của người nghe làm cho bệnh nhân thích thú, do đó khuyến khích triệu chứng của bệnh nhân. Các triệu chứng không chỉ là sự bóp méo sự thật, bệnh nhân thường sai lầm và đối nghịch với nhiều lãnh vực trong cuộc sống của chính họ. Ví dụ, họ khẳng định cha mẹ họ đã chết và lợi dụng sự thương cảm của người khác. Đó là về bịa chuyện kỳ quặc. Còn về mạo danh thì như thế nào? Về mạo danh thì thường liên quan đến tính nói dối. Trong một số trường hợp, nhiều bệnh nhân khoác vào mình một người có ý tính. Ví dụ, người nam thì cho rằng mình là người hùng trong chiến tranh, cho rằng những vết sẹo do phẫu thuật là do vết tích của trận đánh hoặc là trong lần trinh sát nguy hiểm. Tương tự, họ có thể nói rằng họ có liên quan đến những hình ảnh hoàn hảo nổi tiếng ở đó. Đó là triệu chứng về tâm lý nổi bật. Còn triệu chứng thực thể nổi bật của rối loạn giả bệnh hay còn gọi là hội chứng Munchausen. Bệnh lý này được gọi là bệnh lý nghiện bệnh viện, nghiện đa phẫu thuật, hội chứng bệnh nhân chuyên nghiệp, vân vân. Biểu hiện phổ biến nhất của bệnh nhân bị bệnh lý này là họ có khả năng tạo ra những triệu chứng về thể chất tốt đến mức họ có thể làm tăng khả năng được nhập viện hoặc ở lại bệnh viện. Để bổ sung vào bệnh sử của họ, những bệnh nhân này có thể giả đò những triệu chứng bệnh lý của bất cứ cơ quan nào. Những triệu chứng này hầu hết là những bệnh cần phải nhập viện hoặc cần dùng thuốc, và bệnh nhân có thể cung cấp một bệnh sử hoàn hảo, có thể lừa được các bác sĩ có kinh nghiệm. Biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân thì rất nhiều, như là bị đau đầu vận mạch, bị đau bụng, bị sốt, bị hạ đường huyết, hội chứng lupus ban đỏ, buồn nôn, nôn, bị choáng, ngất, thậm chí cả co giật. Bệnh nhân mà nước tiểu bị vấy máu, tiểu ra máu. Vậy phân thì bệnh nhân uống thuốc chống đông thì gây tình trạng xuất huyết tiêu hóa, dùng insulin để gây hạ đường huyết. Những bệnh nhân như vậy thường hay nài nỉ được phẫu thuật, hay bám dính vào một chiến lược để được điều trị bằng phẫu thuật. Những than phiền về cảm giác đau, đặc biệt như là đau bụng, đau thận, đau tuyến cấp là thường gặp. Một khi được vào bệnh viện, họ tiếp tục yêu cầu và cảm thấy khó chịu. Nếu một xét nghiệm âm tính, họ có thể kết tội bác sĩ là vô dụng, đe dọa kiện cáo hoặc là chửi rủa. Một số bệnh nhân thì có thể ra khỏi triệu chứng một cách đột ngột trong thời gian ngắn trước khi họ cảm thấy rằng họ đang đối đầu với hành vi giả bệnh của mình. Sau đó thì họ thường đến một bệnh viện khác trong thành phố hoặc là khác thành phố và bắt đầu lặp lại tương tự. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mình đã trình bày xong về vấn đề triệu chứng của rối loạn giả bệnh. Tiếp theo thì sẽ là video nói về sự tiến triển của bệnh, tiên lượng bệnh và điều trị rối loạn giả bệnh này.